Vì sao Bình Tòa xuất hiện trở lại sau khi luật sư Trần Đình Triển đã bị bắt? Theo giới quan sát, kể từ cuối năm 2023 cho đến nay, đã có một số nhân vật quyền lực thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra kiệm lời, ít xuất hiện một cách khác thường, với lý do để tránh tai bay vạ gió, trong đó có Tòa án Nhân dân tối cao ông chánh án Nguyễn Hòa Bình. Tuy nhiên, sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đương kim Chủ tịch nước, đã làm chủ cuộc chơi quyền lực trong lúc này, thiếu Nguyễn Hòa Bình lại xuất hiện trở lại. Tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 6 năm 2024 trong bản tin với tiêu đề "Chánh án Nguyễn Hòa Bình trại giam toàn tội phạm có khi lại đào tạo đứa trẻ thành chuyên nghiệp hơn". Bản tin cho biết sáng ngày 8 tháng 6 năm 2024 theo nghị trình, Quốc hội thảo luận lại tổ về dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Theo đó, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng hệ thống pháp luật hiện hành đang có rất nhiều bất cập, cần phải được khắc phục bằng một đạo luật riêng với nhiều quy định nhân văn. Theo giới quan sát, sự trở lại của Chánh án Nguyễn Hòa Bình trên truyền thông nhà nước chỉ sau đúng một ngày, Bộ Công an ra thông báo cho biết đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam với nhà báo Huy Đức của luật sư Trần Đình Triển. Đây là hai nhân vật được mệnh danh là túi khôn của phe Hà Tĩnh nói riêng và Nghệ Tĩnh nói chung. Mới nhất, nhà văn phê bình văn học ông Phạm Xuân Nguyên, một người đồng hương Hà Tĩnh của hai nhân vật này tiết lộ cho biết Huy Đức đang bị tạm giam ở trại B14 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Và có lẽ luật sư Trịnh Đình Triển cũng tương tự. Đáng chú ý, cách đây chưa lâu trên mạng xã hội đã xuất hiện các ý kiến cho rằng sau khi cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị mất chức, thì người sẽ bị gọi tên tiếp theo khả năng cao sẽ là Chánh án Nguyễn Hòa Bình, mỗi nhân vật thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó có nhiều ý kiến cho rằng, kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn ông Nguyễn Hòa Bình làm lá chắn cho việc cố ý ngồi lại nhiệm kỳ thứ 3. Như vậy, ông Bình là một nhân vật lãnh đạo đầy tai tiếng, lại lọt vào top Bộ Chính trị, và đây là lý do khả năng cao Bình Tòa sẽ là ngắm đích của ông Tô Lâm trong thời gian sắp tới. Vào thời điểm đó, trên trang Facebook của luật sư Trần Đình Triển xuất hiện một status với tiêu đề "Cần mở rộng điều tra vụ án Lê Đức Thọ có liên quan đến con trai ông Nguyễn Hòa Bình hay không?" Và luật sư Triển đặt vấn đề, vừa qua cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Thọ, là nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Dư luận xã hội phản ánh gia đình ông Lê Đức Thọ có hàng ngàn tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra cần được giải đáp là tiền đó do đâu mà có. Theo tác giả Việt Tin Băng, trong thời gian ông Lê Đức Thọ làm tổng giám đốc cần phải thanh tra, điều tra, làm rõ một số vấn đề, trong đó có vấn đề liên quan đến trách nhiệm của ông Nguyễn Hòa Bình, mà theo luật sư Triển bật mí như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ ngân hàng Việt Tin Băng do Nguyễn Tuấn Anh, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, con trai ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, một thời gian dài làm chủ tịch công ty quản lý vốn và đã bung vốn đầu tư với khối lượng tiền vô cùng lớn. Luật sư Trần Đình Triển đã đặt tiếp câu hỏi, vậy Lê Đức Thọ và Nguyễn Tuấn Anh có kết cấu với nhau hay không? Có ăn chia hay không? Có lợi dụng ảnh hưởng của ông Nguyễn Hòa Bình và ông Bình có can thiệp như một số đơn thư nêu vấn đề trên hay không? Đáng chú ý, trước đó, luật sư Trần Đình Triển đã nhiều lần giới thiệu ông Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Tô Lâm là bạn học cùng khóa đại học với tôi. Trong công tác thì có thời gian cùng ngành hoặc khác nghề nhưng lại liên quan đến nhau. Tại thời điểm đó, theo giới quan sát, trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực đang diễn ra rất quyết liệt, trong khi Tổng Trọng đang chật vật chống lại sự lộng hành của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhưng ông Tô Lâm chỉ tận dụng truyền thông để lôi kéo sự ủng hộ của dư luận với mục đích thỏa mãn cơn cuồng nộ của số đông dân chúng. Theo giới thạo tin, vào thời điểm đó, ông Tô Lâm đã bật đèn xanh cho luật sư Trần Đình Triển tố cáo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, nhưng chỉ với mục đích để bắn tin cho ông Bình là hãy trở cờ, quay lưng lại với Tổng Trọng thì sẽ được an toàn. Và có lẽ đó là lý do Chánh án Nguyễn Hòa Bình xuất hiện trên truyền thông mới đây với hàm ý đã được an toàn, tự do, trở về với bên thắng cuộc. Cũng cần xem lại, Chủ tịch Tô Lâm đã bất ngờ đảo ngược tình thế và giành thắng lợi vào cuối cùng, là với lý do ở phút 89, đại đa số các lãnh đạo cấp cao của Đảng đã quyết định trở cờ để sát cánh với ông Tô Lâm và loại bỏ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin "Vì sao Bình Tòa xuất hiện trở lại sau khi luật sư Trần Đình Triển đã bị bắt?" Tô Đại sẽ làm cỏ phe Nghệ Tĩnh để đánh sập vĩnh viễn quyền lực của Tổng Trọng. Ngày 7 tháng 6, sau hơn một tuần, nhà báo Huy Đức bị khám xét tư gia và câu lưu. Bộ Công an với chính thức thông báo đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nhà báo này
với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc chính thức công bố bắt nhà báo Huy Đức sẽ khởi đầu cho cuộc thanh trừng hay làm cỏ triệt để của ông Tô Lâm và Bộ Công an đối với phe Nghệ Tĩnh, một bệ đỡ cho quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng trong hơn 10 năm làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, có nhiều tín hiệu cho thấy cuộc thanh trừng đối với phe Nghệ Tĩnh đã được Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo cho Bộ Công an khởi động. Nồi cá gỗ kho với nhiều con cá mập của phe cánh này sắp tới sẽ được tống vào lò theo đúng tiêu chuẩn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ do chính Tổng Trọng đặt ra. Kể cả thông tin Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đã đề nghị thanh tra các phát ngôn của Thượng tọa Thích Trần Quang, trụ trì tại chùa Thiền Tôn Phật Quang, một người được cho là có huyết thống với ông Hồ Chí Minh. Theo báo Giác Ngộ, nếu ông Thích Trần Quang có vi phạm thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh. Những điều này liệu có liên quan gì đến thông tin từ giấy thạo tin cung đình khi cho rằng cặp Tô Lâm Phạm Minh Chính hiện đang làm chủ cuộc chơi, cán cân quyền lực đang nghiêng hẳn về họ? Mới đây, trong một bài bình luận về chính trị Việt Nam với tựa đề Không gian công cộng của Việt Nam đang bị thu hẹp của tác giả Brond đưa ra nhận xét như sau. Vào năm 2015, được coi là một bước ngoặt, đó là năm Nguyễn Phú Trọng đẩy lùi âm mưu của Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tân Dũng định thay thế ông làm Tổng Bí thư. Khi bị thua trong cuộc bỏ phiếu quyết liệt ở Hội nghị Trung ương, ngay trước đại hội lần thứ 12 của Đảng, ông Dũng được phép nghỉ hưu. Từ đó, ông Trọng tự do thực hiện tầm nhìn của riêng mình về việc thanh lọc những quan chức không tuân thủ chặt chẽ học thuyết Marx Lenin và đạo đức xã hội chủ nghĩa. Vẫn theo nhà báo phân tích David Brond, có lẽ ngẫu nhiên, dạo gần đây Bộ Công an lại rất nổi tiếng. Tướng Tô Lâm, người đứng đầu bộ này từ năm 2016 và là Thứ trưởng thường trực dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trong 6 năm trước đó, đã được chọn làm tân Chủ tịch nước Việt Nam. Ông thay thế vị trí của một ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, được cho là do tướng Tô Lâm giàn dựng. Tổng Trọng đã phạm một sai lầm rất lớn trong việc lợi dụng cái gọi là công cuộc đốt lò để thanh trừng các đối thủ chính trị và phe nhóm chống đối. Đồng thời, ông Trọng cũng gây bè, kết cánh để mà duy trì quyền lực cho mình. Với hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng ủng hộ tuyệt đối cho Tổng Trọng đã được ưu ái quá lớn trong việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo, với số lượng ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị vượt trội so với các địa phương khác rất nhiều. Cụ thể, khóa 13 có tới 200 ủy viên Trung ương Đảng, thì Hà Tĩnh chiếm 12 ghế, Nghệ An chiếm 14, Bộ Chính trị có 18 thành viên thì Nghệ Tĩnh có được 4 ghế, trong đó Nghệ An 3 và Hà Tĩnh 1. Nhưng ngược lại, khi họ vi phạm kỷ luật hay vi phạm pháp luật thì gần như được bỏ qua, không bị xử lý. Đáng lưu ý, một sự hết sức bất thường của phe Hà Tĩnh, từ một vùng đất vốn mang tiếng là chó ăn đá, gà ăn sỏi. Vậy mà chỉ sau khi nhà máy Formosa của Trung Quốc núp bóng nhà đầu tư Đài Loan được đầu tư ở địa phương này, thế lực chính trị Hà Tĩnh lớn mạnh nhanh như thành gióng. Nhiều ý kiến khẳng định rằng phe cánh chính trị Hà Tĩnh đã hưởng lợi rất nhiều từ dự án này để có tiền mua ghế lãnh đạo cấp cao nhất. Trong bài viết Biến động nhân sự cấp cao ở Trung ương, tác giả Nông Văn Tiềm, một cây bút thạo tin cung đình, đã tiết lộ: nhưng từ khi các trận đấu đá tranh giành quyền lực diễn ra, phe Nghệ Tĩnh bị đánh cho tan nát. Hiện phe thắng cuộc đang tập trung tài liệu chứng cứ sai phạm để bứng Trần Hồng Hà ra khỏi cái ghế phó thủ tướng. Kinh hoàng hơn, nhiều hướng tấn công đang nhắm vào Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cả Hà và Tú đều là dân Hà Tĩnh. Vẫn theo tác giả Nông Văn Tiềm, phe thắng cuộc có một kế hoạch tạo thành. Theo đó, Lê Minh Khái là đệ tử ruột của Vương Đình Huệ, có thể sắp bị cưa ghế phó thủ tướng. Cuộc chiến ở cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam từ từ đi vào hồi kết, nhà báo Bill Hayton nhận xét tiếp như sau. Một đặc điểm nổi bật của tình trạng hỗn loạn gần đây trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chiến dịch chống tham nhũng, đó là những rạn nứt bên trong nội bộ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm sẽ làm cỏ phe Nghệ Tĩnh để đánh sập vĩnh viễn quyền lực của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de